Phan Nhật Linh sống Long Ni T12C. Mẫu từng được Mã Minh Cẩm sử dụng để thi đấu đây anh em ơi. Cán này là có làm BO lại đây nha. Có làm BO lại nguyên cán cực đẹp. Cán là còn zin chưa sửa chữa, chỉ có làm BO ngoài thôi. Long Ni T12 lực rất dữ dàng. Ngọn S20C71. Ngọn này là ngọn đề mới, còn rất là mập và đẹp. Khách xài chưa bao lâu hết, rất là vừa chơi. Đầu cơ và ship phíp mới luôn. Rồi luôn cái ngọn quá đẹp. Trọn bộ này là 16 triệu. Rồi cảm ơn em. Bao thu đổi và bao quay đầu cho tất cả những cái cơ mà shop bán ra 16 triệu nha anh em. Cái này mất giấy rồi. Cán đã làm lại BU. Cái này là cán này là cán từng là cán lỗi qua dân nha anh em. Có dấu ít. Làm lại hình như cái dấu ít cũng còn mờ mờ nè. Tại dòng này là không có cơ không lỗi. Hầu hết đều là cơ lỗi qua dân hết. Rồi, ok, cảm ơn anh em.